Được, bà con đã ai cũng cười hết đây. Chưa chưa, mình quay mình chưa? Chào quay cái đai chứ. Ô, oh, hồ này cướp. Ô, oh, có hồ ngay từ tới kia. Bà con có máy nào chụp đi. Về rồi không có ai chụp thay đâu. Ở rửa tiền được mà. Đây là hồ IALY từ năm 1935. Sao giờ là nó thay cả khác à? Quay kia đẹp chứ. Cái này nó mà đi bộ ở trước này. Quay thằng máy này. Chứ xe quay nhà đã biết đâu đâu đâu. Cái này gió quay thằng. Bố thằng kia đi bậy kìa này. Ồ, nó lắc xe sao ấy? Ồ, nguyên một giá mình đứng ở kia, người ta quay mình trước nè. Mình đứng ở chỗ kia này, người ta quay mình, ai cũng quay mình hết rồi. Ôi trời ơi, chết cả lũ. Ô xem có thằng hả? Nhanh thế. Chuyện qua micro à? Nói phép là sao á? Ô, chết cả. Chết cả nhà. Ô, từ từ rồi. Dạ. Hồi lâu cái này nó có thác mà. Nó có thác đấy, thác như thế này. Nhà nước nó pha hết rồi. Nước nó cạn rồi, mai mất mình không có cái gì uống nữa. Đường làng nào ở đây toàn trùm chuối. Nhưng mà đi bộ.
Ồ, mình che rồi, xe che rồi. Cho xuống đây. Đi chỗ xe sát đèo được cho có đường hả? Có đường đi được xe máy đi đi được nó qua cái xe sát 4, 3 dĩ nhiên đó cần ranh giới cũng có đô làng nào đây. Ồ, điện thằng nào làm lão thế nhỏ thế. Điện làm to chứ, ta già lạc. Buồn ngủ quá. Cây nó mọc lẹm đâu. Cho sếp kêu đi lại 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 kêu đồ tại công làng rồi hả? Người lớn phải theo người nhỏ chứ. Sao người nhỏ theo người lớn chứ?